Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin Người Việt bốn phương trên kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đức sẵn sàng chuyển giao các giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh cho Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Giữa miền sa mạc vùng vịnh có một thế giới thu nhỏ quy tụ những đặc trưng văn hóa của hơn 100 quốc gia trên thế giới. Hãy cùng chúng tôi khám phá trong phần sau của bản tin. Bà con kiều bào tại Ba Lan cùng thưởng thức những ca khúc nhạc Trịnh bất hủ trong đêm nhạc tri ân và tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa sau 22 năm ngày mất của ông. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 3 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã phối hợp với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu tổ chức hội thảo về tăng cường hợp tác trong khuôn khổ chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng JP hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không cho Việt Nam vào năm 2050. Đây là hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ tuần lễ đối thoại chuyển đổi năng lượng Berlin 2023. Hội thảo bên lề tuần lễ đối thoại chuyển đổi năng lượng Berlin 2023 là cơ hội để các bên giải quyết các vấn đề và các khía cạnh chính của việc thực hiện JP với tầm nhìn và kế hoạch hành động để tiếp tục hành trình hướng tới một Việt Nam xanh và một thế giới xanh, nhất là trong môi trường quốc tế phức tạp và nhiều thách thức như hiện nay. Sự tham gia của các chuyên gia cũng như các nhà làm chính sách của Đức và Việt Nam tại hội thảo này sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về con đường phía trước và đặc biệt là các biện pháp để tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó hợp tác với Đức, đối tác chiến lược chúng ta trong hơn 10 năm qua để có thể đạt được mục tiêu tham vọng của mình. Cũng tại hội thảo, các chuyên gia đều đánh giá cao mục tiêu phát triển xanh của chính phủ Việt Nam, đồng thời khẳng định Đức sẵn sàng trở thành một đối tác đáng tin cậy và có năng lực hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. Các giải pháp sẵn có của Liên minh châu Âu nói chung và Đức nói riêng có thể được chuyển giao cho Việt Nam thông qua các hoạt động đầu tư và thương mại. Quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới và ở Đức có ý nghĩa quan trọng khi chúng ta đặt nhiều mục tiêu lớn về khí hậu. Chúng tôi rất vui mừng khi Việt Nam tuyên bố đặt mục tiêu đến năm 2050 sẽ đạt mức phát thải ròng bằng không và kỳ vọng Việt Nam sẽ thành công với mục tiêu của mình. Do vậy, việc chuyển đổi năng lượng là cực kỳ quan trọng để hướng tới các mục tiêu này. Một số ý kiến từ hội thảo cũng cho thấy cần thành lập nhóm công tác chung với các đầu mối từ các bộ liên quan của Việt Nam và Đức để nhanh chóng thực hiện các sáng kiến liên quan đến JP. Trong khi đó, thì Hàn Quốc cũng là một đối tác tích cực hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi xanh. Cuối tuần qua, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và Liên minh Di chuyển Xanh Việt-Hàn đã phối hợp cùng Văn phòng Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc đồng tổ chức Diễn đàn Công nghiệp Xanh và Di chuyển Thông minh Việt-Hàn gắn kết phát triển thị trường ASEAN. Trên cơ sở khai thác thế mạnh của các bên nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác đầu tư, kết nối giao thương, cùng gắn kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc để phát triển công nghiệp xanh với thị trường ASEAN, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và Liên minh Di chuyển Xanh Việt-Hàn cùng Đại học Honam Hàn Quốc đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện. Các bên đi đến cam kết thực hiện các chương trình xúc tiến, trao đổi, hỗ trợ và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ chuyên gia, hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp và việc làm, cùng xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp xanh, giao thông vận tải thông minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc hợp tác trong lĩnh vực này giữa Việt Nam, Hàn Quốc và các quốc gia khác trong khối ASEAN. Ngày 1 tháng 4, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức buổi gặp mặt trực tuyến giữa Đại sứ Nguyễn Thanh Hải với cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal. Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, chăm lo và hỗ trợ kiều bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho bà con trở về thăm quê hương, đầu tư sản xuất kinh doanh. Đánh giá cao Đại sứ quán đã tổ chức cuộc gặp, đại diện bà con kiều bào cho biết cuộc sống của người Việt ở Ấn Độ và Nepal nhìn chung ổn định, bà con vẫn duy trì sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp và nuôi dạy con cháu. Các kiều bào cũng đưa ra những kiến nghị để tăng cường gắn kết sinh viên tại Ấn Độ, tạo điều kiện thúc đẩy du lịch và đi lại giữa Việt Nam và Ấn Độ, các biện pháp tạo thuận lợi cho giao dịch thanh toán giữa Việt Nam và Ấn Độ, bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa nông sản và hải sản sang Ấn Độ và Nepal. Thưa quý vị, tại Dubai có một địa danh đặc biệt tập hợp những đặc trưng văn hóa và lối sống của hầu như mọi quốc gia trên thế giới. Được biết đến với tên gọi làng toàn cầu, đây là nơi mà hầu như mọi người dân, dù ở bất cứ đâu, sẽ đều có thể tìm thấy một phần thân thuộc từ chính quê hương mình. Ngôi làng toàn cầu này đã trở thành một nét độc đáo riêng có cho những ai đến trải nghiệm miền sa mạc vùng vịnh. Sau đây là phóng sự của các phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại khu vực Trung Đông.
Những lâu đài tráng lệ với nét văn hóa đặc trưng Ả Rập, cho tới không gian đậm chất Á Đông từ xứ sở hoa anh đào Nhật Bản hay Hàn Quốc, tất cả đều có thể tìm thấy ở đây. Những sắc màu của mọi miền đất nay quy tụ tại ngôi làng toàn cầu Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một trong số ít những mảnh đất mà người bản địa là thiểu số ngay chính trên quê hương của mình. Đó là bởi 90% dân số tại đây là những người nhập cư nước ngoài. Nó khiến cho nơi đây chứng kiến một sự giao thoa văn hóa đa sắc và cũng tạo nên một địa điểm độc nhất, ngôi làng toàn cầu, nơi chứa đựng bản sắc văn hóa của hầu như mọi quốc gia. Xương sống của ngôi làng toàn cầu này là làm sao mang người dân từ khắp nơi trên thế giới về đây để họ giới thiệu những giá trị mà họ tâm đắc nhất từ mảnh đất của chính mình. Và hiện nay làng toàn cầu đã thu hút được khoảng 10.000 người từ hơn 100 quốc gia. Không chỉ mang những nét kiến trúc hay hình ảnh đặc trưng của mỗi quốc gia, khu vực của mỗi miền đất đều do chính người dân đất nước đó đảm nhiệm kinh doanh buôn bán. Nó khiến người ta khi tới đây có thể cảm nhận được một nhịp sống chân thực, đa dạng như một thế giới thu nhỏ. Và giữa trùng trùng điệp điệp những nền văn hóa khác nhau thì những người Việt Nam rất có thể sẽ có được một cảm xúc thật đặc biệt khi bỗng bắt gặp một hương vị quen thuộc tới từ một nồi phở Việt giữa ngôi làng toàn cầu tại Dubai. Ở đây thì giống như là một góc Việt Nam vậy, có quán ăn Việt Nam, những cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ Việt Nam hay là bánh kẹo Việt Nam. Nằm ngay cạnh những giá trị đặc sắc của nhiều quốc gia, nhưng những gian hàng Việt Nam vẫn luôn đông khách, phần nào cho thấy sức hút của hàng hóa hay ẩm thực Việt Nam đối với thế giới. Thế giới ai cũng biết đồ của mình, và họ rất là chuộng về phở và bún bò Huế và nem. Các nước cũng ai cũng tới cái gian hàng Việt Nam này. Làng toàn cầu tại Dubai đến nay đã tồn tại gần 3 thập kỷ. Nhưng như năm ngoái, nơi đây vẫn thu hút được 7,8 triệu lượt khách. Trong đó 90% du khách được hỏi cho biết họ mong muốn trở lại thêm nhiều lần nữa. Ngày 30 tháng 3 vừa qua, Bảo tàng Quốc gia và Thư viện Quốc gia Anh đã chia sẻ những tư liệu về văn hóa Việt Nam cũng như lịch sử lâu đời về mối quan hệ giữa hai nước. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức trong khuôn khổ chương trình Những ngày Việt Nam tại Anh từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 27 tháng 4, chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Anh. Tại sự kiện, tiến sĩ Sut Chonchitsin đã giới thiệu bộ sưu tập về Việt Nam được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Anh, trong đó có 9 bản thảo chữ nôm từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20, 10.000 cuốn sách in của Việt Nam với các chủ đề đa dạng từ thế kỷ 19 cho đến nay, và gần 300 đầu báo và tạp chí của Việt Nam, trong đó có nhiều ấn phẩm quý hiếm phát hành tại miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long cảm ơn các diễn giả đã chia sẻ những thông tin giá trị về lịch sử và văn hóa của Việt Nam, cũng như những cơ sở hình thành mối quan hệ giữa hai nước từ hàng trăm năm trước. Đại sứ cho biết, để chào mừng năm hữu nghị Việt Nam-Anh 2023, kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ tổ chức hơn 50 hoạt động chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và du lịch tại nhiều thành phố trên toàn Vương quốc Anh nhằm quảng bá tới bạn bè Anh về hình ảnh của Việt Nam. Và cũng trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Anh, hai bộ sưu tập thời trang của các nhà thiết kế Lan Hương và Jordan Nguyễn đã ra mắt tại London vào ngày 30 tháng 3 vừa qua. Cụ thể, bộ sưu tập Hành tinh phồn thịnh của nhà thiết kế, nghệ nhân ưu tú Lan Hương gồm gần 40 mẫu áo dài Việt Nam được thiết kế với các họa tiết thể hiện đời sống, văn hóa và tinh thần của người Việt thông qua hình ảnh những cổng làng cổ, trên dân gian đồng hồ, hàng trống hay các loài hoa biểu tượng bốn mùa của Hà Nội. Trong khi đó, bộ sưu tập Sức mạnh trang phục Việt Nam của nhà thiết kế trẻ Canada gốc Việt Jordan Nguyễn với gần 20 mẫu thiết kế váy áo lại đi theo phong cách trẻ trung, màu sắc tươi mới, đề cao sự năng động của phụ nữ Việt Nam. Một sự kiện thời trang khác nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam tại châu Âu đã diễn ra tại Roma, Italia ngày 1 tháng 4 vừa qua. Đó là chương trình nghệ thuật Hành trình kết nối di sản. Đây là sự kiện đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italia và cũng là dịp quảng bá và giới thiệu thời trang Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. 120 bộ trang phục thời trang được thêu tay tinh xảo, gần 100 bộ áo dài được cắt may hiện đại phóng khoáng. 30 người mẫu Việt Nam và Italia đã tạo ra một buổi trình diễn đầy màu sắc trên những bức tường thành cổ kính hơn 2.000 năm tuổi. Mục đích là để thể hiện cái sự trân trọng
đối với lại tình cảm hữu nghị rất là tốt đẹp giữa Việt Nam và Italia, cũng như là tăng cường cái sự hiểu biết giữa hai nước và mở ra những cái cơ hội hợp tác tốt đẹp trong cái thời gian tới. Lụa là di sản, áo dài là di sản, và hôm nay lụa và áo dài đã có mặt tại một di sản. Sẽ rất là tự hào khi mà mặc trên người một chiếc áo dài tơ lụa của Việt Nam và đứng trên những cái di sản của thành Rome. Các trang phục được sử dụng trong chương trình đều được làm từ chất liệu vải lụa tơ tằm thiên nhiên của Việt Nam. Xuyên suốt chương trình là hình ảnh áo dài, nón lá, cây tre, tơ lụa. Tự hào và mang đến giới thiệu những cái sản phẩm tơ lụa tại Việt Nam, thúc đẩy và giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế, lưu giữ những cái làng nghề truyền thống. Điều tôi quan tâm và thực sự yêu thích là chất liệu của các bạn. Nó mang đến hiệu ứng về thời trang và xu hướng. Thời trang gắn với tự nhiên và thiên nhiên. Buổi biểu diễn phần nào giới thiệu những nét đặc sắc của thời trang Việt Nam tới với bạn bè quốc tế, mở ra hướng đi mới cho sự hợp tác phát triển thời trang nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung của cả hai quốc gia. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tối ngày 1 tháng 4 tại thành phố Warsawa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức một đêm nhạc mang tên Để Gió Cuốn Đi để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh. Hãy yêu nhau đi. Biển nhớ. Những sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được thể hiện bởi nhiều giọng ca nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Điều đặc biệt, chương trình năm nay còn có sự tham gia của ca sĩ Nhí Hà My vừa tròn 10 tuổi và ca sĩ Lâm Anh đến từ Luxembourg. Trong một không gian ấm cúng, khán giả không chỉ được lắng đọng trong âm nhạc mà còn được ôn lại những kỷ niệm về người nhạc sĩ tài hoa qua những tấm ảnh đời thường của ông. Tôi cảm thấy nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không những hay về giai điệu mà lời bài hát còn rất ý nghĩa. Mỗi một sáng tác của ông đều có một câu chuyện, một cuộc đời riêng. Và khi nghe nhạc Trịnh thì tôi cảm thấy tâm hồn mình như chậm lại, tĩnh lại và phải suy nghĩ để như thế nào sống tốt hơn, sống có ích cho đời, cho người hơn. Bên cạnh những đêm nhạc tri ân được tổ chức hàng năm, người Việt ở đây còn có một diễn đàn online để thể hiện tình yêu nhạc Trịnh mang tên Quán Trịnh Ca Ba Lan. Tôi lập nhóm Trịnh Ca PL, tức là với mục đích là tạo nên một ngôi nhà ảo để những người yêu âm nhạc Trịnh Công Sơn thường xuyên tụ tập ở đấy. Tụ tập theo nghĩa là chúng tôi trao đổi thông tin, đưa những tư liệu rất là quý báu về Trịnh Công Sơn để mọi người luôn nhớ tới người nhạc sĩ tài năng của đất nước. Không chỉ là dịp để tri ân người nhạc sĩ tài hoa, những hoạt động thế này còn giúp gắn kết những người Việt xa quê và lan tỏa văn hóa quê hương. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình hoặc xem thêm nhiều nội dung khác từ VTV4 trên các nền tảng số của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.